thì chúng ta thấy được đó là tuy ngày hôm nay khi mà các bạn nhìn vào giá cả đây là biểu đồ nến ngày thì các bạn thấy được là giá là một đường đi thẳng lên nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào biểu đồ nến giờ thì các bạn sẽ thấy được là ngày hôm nay cũng là một cái ngày mà có rất là nhiều cái sự dao động về mặt giá cả có khi lên có khi xuống tại vì sao tại vì các bạn thấy được thông tin này quá lớn các bạn nhìn vào youtube đi các bạn chỉ cần google tesla invest in bitcoin hay là invested in bitcoin thì các bạn sẽ thấy được là trên youtube bây giờ là có vô số vô số cái video các bạn thấy là video từ những cái đài truyền thông lớn như là CNBC, các bạn thấy là Bloomberg, ngay cả những cái YouTuber nổi tiếng nói về tài chính bây giờ đương nhiên cũng đang rất là quan tâm đến vấn đề này như là Mid Kevin, các bạn thấy được là mọi người đều đưa ra cái suy nghĩ cá nhân của mình về tình hình hiện bây giờ như thế nào và các bạn thấy được là thị trường dao động tại vì sao? Tại vì bây giờ đó chúng ta đang nằm trong một cái vùng gọi là tìm kiếm giá cả. Mọi người bây giờ vẫn chưa biết được là cái thông tin là công ty Tesla đi thu mua Bitcoin đó thì cái giá bitcoin phải đáng giá bao nhiêu và sau này ảnh hưởng đến như thế nào và giá tương lai bitcoin có thể tới được bao nhiêu cho nên các bạn thấy được đó là bây giờ rất nhiều người có nhiều suy nghĩ khác nhau về sự kiện này một số người thì nghĩ đây là điều tốt một số người nghĩ đây là cái điều xấu một số người nghĩ là đây là tốt cho bitcoin nhưng mà xấu cho tesla một số người khác thì nghĩ là ngược lại tốt cho tesla nhưng mà xấu cho bitcoin một người khác nữa thì lại nghĩ là xấu cho cả hai hay là tốt cho cả hai cho nên các bạn thấy được là giá cả dao động ngày hôm nay là tại vì mỗi người một cái ý nghĩ Và cái thông tin này được tung ra lúc mà các bạn thấy là phần lớn mọi người ở châu Á đang chuẩn bị đi ngủ rồi cho nên những người mà làm về chung tài chính ấy, thì sáng ngày hôm nào thức chị họ mới biết được cái thông tin này và họ mới bắt đầu là kết hợp cái thông tin này với lại cái giá cả và bắt đầu là những cái giao dịch mới bắt đầu cho thị trường bitcoin ở châu á cho nên chúng ta vẫn đang nằm ở trong cái thời kỳ gọi là tìm kiếm giá cả mọi người bây giờ vẫn chưa biết được là cái thông tin là công ty tesla lưu trữ bitcoin thì giá phải phản ứng như thế nào mới đúng cho nên chúng ta sẽ tiếp tục thấy giá sẽ dao động trong vòng vài ngày tới đây cho đến khi nào chúng ta có được cái phần lớn mọi người có cùng một suy nghĩ là tốt hay là xấu chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi và các bạn thấy được là ngày hôm nay thì đương nhiên chúng ta nhìn vào thị trường nói chung thì là một màu xanh các bạn thấy được là phần lớn đều là màu xanh chỉ có một vài đồng là màu đỏ mà thôi và tuy là phần lớn thị trường rất là xanh có nghĩa là càng xanh có nghĩa là càng tăng trưởng mạnh nhưng mà khi mà các bạn chuyển qua tính theo cái giá của bitcoin đi đi là tính theo cái giá của usd tính theo giá của đô la khi mà quan bạn chuyển qua tính theo giá của bitcoin thì các bạn sẽ thấy một cái hiện tượng đó chính là phần lớn cái đồng bây giờ là màu đỏ khi mà chúng ta tính theo giá của bitcoin tại vì sao tại vì tin tức này là đẩy giá bitcoin lên và khi mà giá bitcoin tăng lên thì phần lớn mọi người sẽ được chú tâm vào bitcoin cho nên những đồng khác tăng trưởng theo cái giá đô la nhưng mà so với bitcoin thì không có tăng trưởng thậm chí là còn đi xuống khi mà chúng ta tính theo giá tính theo bitcoin tại vì bây giờ Bitcoin là đồng mà tăng trưởng mạnh nhất trong những đồng lớn Và các bạn thấy được là chúng ta refresh cái trang CoinGecko này lại Thì các bạn sẽ thấy được là cái tình hình bây giờ Thì Bitcoin trong vòng 24 giờ qua đã tăng 20% Trong khi Ethereum thì tăng 9,6% Polkadot thì có phần trăm tăng tương tự như là Bitcoin Cardano tăng 6,6% XRP 8,8% Binance Coin tăng 16,4% tiếp tục Tăng lên và tăng lên đạt cái đỉnh mới Litecoin tăng 11% Dogecoin Bây giờ đã nằm hàng thứ 9 rồi 11,8% Bây giờ một câu hỏi là công ty Tesla hay là Elon Musk có thực sự lưu trữ Dogecoin hay là không Và đây cũng là một cái vấn đề mà thường cần phải chia sẻ với các bạn Tại vì đây sẽ là một cái vấn đề mà nhiều người sẽ nói tới trong thời gian tới đây Là đồng Dogecoin đồ này đối với lại công ty Tesla là có quan hệ như thế nào Chainlink các bạn thấy được đã tăng 4,3% ngày hôm nay và Bitcoin Cash đã bị đẩy ra khỏi cái top 10 rồi bây giờ đứng hạng thứ 11 và đương nhiên các bạn thấy được là trong vòng 24 giờ qua thì đương nhiên có một số những cái đồng altcoin nhỏ tăng trưởng rất mạnh nhưng mà những đồng altcoin lớn thì phần lớn đều không có tăng trưởng mạnh bằng Bitcoin ở thời điểm hiện bây giờ và phần trăm của Bitcoin bây giờ là 62,3% Ethereum là 14,4% và chúng ta nhìn vào trong vòng 24 giờ qua thì có những đồng nhỏ tăng trưởng rất mạnh như là Bitcoin tăng 148% Terra tăng 62%, Digibike đã rất lâu rất lâu chúng ta không nghe nói tới Digibike 49% tăng trưởng ngày hôm nay, iota tăng 31%, Solana tăng gần 30%, Elrond tăng 29%. Các bạn thấy là cũng có nhiều đồng nhỏ tăng trưởng mạnh, nhưng mà những đồng lớn thì bây giờ xu hướng vẫn là mọi người chú tâm vào Bitcoin hiện bây giờ những đồng lớn không tăng trưởng mạnh bằng Bitcoin và Bitcoin bây giờ các bạn thấy được là vốn hóa để chúng ta trở về market cap coi là vốn hóa Bitcoin bây giờ là bao nhiêu Bitcoin bây giờ vốn hóa là 857 tỷ ở thời điểm hiện bây giờ rất nhiều so với lại Ethereum thì cách rất là xa các bạn thấy được Ethereum chỉ là chưa đến 200 tỷ thì Bitcoin bây giờ so với Ethereum khoảng cách rất là xa và đương nhiên cái đồng kế tiếp mà các bạn thấy là trên màn hình đó chính là Cardano Cardano bây giờ là 21 tỷ và Polkadot là 22 tỷ vẫn cách rất xa Ethereum Cho thể nói là đồng Cardano và Polkadot phải tăng gần như là 10 lần, 9 đến 10 lần thì mới có thể là ngang hàng với Ethereum về vốn hóa và Ethereum của bạn thấy được là phải tăng lên ít nhất bây giờ là giả sử là 200 tỷ đi thì phải tăng lên là hơn 4 lần mới có thể bằng cái vốn hóa của Bitcoin hiện bây giờ chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin khác các bạn thấy được là tuy là Bitcoin tăng nhưng mà cổ phiếu Tesla thì ngày hôm nay hầu như là không có cái sự phản ứng mạnh tôi nghĩ là nhiều người bây giờ trên thị trường vẫn đang suy nghĩ coi coi là cái thông tin này ảnh hưởng như thế nào đối với tương lai của Tesla lỡ như mà Bitcoin đi xuống thì như thế nào Bitcoin lỡ như mà bị đi xuống 50% thì lúc đó công ty Tesla là mất đi cái số lượng lớn mất tỷ tới mấy trăm triệu lần thì lúc đó công ty Tesla sẽ như thế nào và ngược lại nếu như mà công ty Tesla mà có cái sự tăng trưởng tại vì Bitcoin tăng trưởng thì lúc đó công ty Tesla cổ phiếu sẽ ra sao bây giờ mọi người đều đang chưa biết được là tình hình Tesla như thế nào. Mặc dù là bây giờ các bạn thấy được là sau khi mà đóng cửa cổ phiếu ngày hôm nay, thì công ty Tesla cổ phiếu đã có cái sự tăng trưởng aftermarket market như là sau khi thì đóng cửa thì đã có cái sự tăng trưởng 1,31%. Chúng ta hãy tiếp tục xem coi là tình bây giờ như thế nào. Thì các bạn thấy được là công ty Tesla đầu tư vào Bitcoin đó thì ít ra cũng có thể là đàm giảm đi cái phớt cái thông tin lo ngại mà một số người hay nói về Bitcoin có nghĩa là Bitcoin nó đào tốn quá nhiều năng lượng Có thể nói là một trong những cái điều phung phí năng lượng ở trên thế giới này Nhưng mà các bạn cũng đã biết là sự thật Thì đào Bitcoin đúng là tốn nhiều năng lượng Nhưng mà khi mà đào Bitcoin nữa thì phần lớn năng lượng là sẽ đến từ những cái năng lượng tái tạo Và đào Bitcoin so với những hoạt động tài chính khác thì có thể nói là năng lượng có thể là không bằng Các bạn cứ nghĩ đi đào vàng tốn bao nhiêu năng lượng Các bạn cứ nghĩ đi là ngân hàng hoạt động hàng ngày tốn bao nhiêu năng lượng vân vân thì đặc biệt năng lượng tốn tuy là nhiều nhưng mà phần lớn như năng lượng là đến từ những cái năng lượng tái tạo và công ty Tesla đầu tư vào Bitcoin ít ra cũng nói là một điều là công ty Tesla là một công ty mà các bạn biết đã rất là rất được quan tâm đến sử dụng những nguồn năng lượng khác chứ không sử dụng xăng, sử dụng dầu thì công ty Tesla đầu tư vào Bitcoin thì đương nhiên là công ty Tesla cũng phải nghĩ đến là đầu tư vào Bitcoin bây giờ ta biết Bitcoin không có phung phí nhiều năng lượng như là mọi người tưởng tượng thì Dan Hale đưa ra một cái thuyết ngày hôm nay Nói là chúng ta bây giờ đã có ba công ty lớn Đã lưu trữ Bitcoin trong ngân khố của công ty Trong đó chúng ta có công ty MicroStrategy Công ty Square và công ty Tesla Và bây giờ chúng ta nhìn một trang web mà cũng khá quen thuộc với nhiều bạn đó chính là Treasury org Thì chúng ta bây giờ refresh trang này thường thấy trang này vẫn chưa có update là công ty Tesla đang lưu trữ bao nhiêu Bitcoin cho nên chúng ta vẫn chưa biết được Tôi nghĩ là tại vì họ chưa có thông tin Nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là cái danh sách những công ty mà lưu trữ Bitcoin trong ngân khối công ty đó ngày lại càng nhiều và càng nhiều Không giống như lúc trước nữa các bạn thấy được là công ty MicroStrategy bây giờ trong cái danh sách này vẫn đứng đầu Và công ty MicroStrategy bây giờ các bạn thấy được là có tổng cộng là 71.079 Bitcoin Và tổng số tiền mà dùng để mà mua Bitcoin đã lên tới là 1,1 tỷ đô la nhưng mà bây giờ con số mà có được tính theo giá hiện tại đã lên tới 3,2 tỷ đô la mà họ đầu tư chỉ mới bắt đầu tháng 8 của năm ngoái mà thôi. Cho nên khi mà chúng ta nhìn vào những thông tin này thì rất khó để cho nhiều công ty khác mà họ đang có tiền mặt trong tay mà không có thèm muốn cái sự tăng trưởng như vậy. Và các bạn thấy được là công ty Swear đi, công ty Swear này đầu tư 50 triệu đô la cách đây chỉ vài tháng mà 50 triệu đô la đó bây giờ đã đáng giá 216 triệu rồi công ty Square này đang lưu trữ tổng cộng là 4.709 Bitcoin và đương nhiên càng ngày càng nhiều Bitcoin được thu mua vào những công ty này và lưu trữ trong ngân khố đó các bạn sẽ thấy được là càng ngày sẽ càng ít Bitcoin có thể được bán trên thị trường hơn tại vì đương nhiên cái số lượng bán là chỉ tới từ những Bitcoin mà những nhà đầu tiên lẽ muốn bán hay là các bạn thấy là tới từ những người thợ đào mà thôi còn lại các bạn thấy là những cái số lượng lớn Bitcoin này khi mà đi vào ví của những công ty đó thì họ đã lưu trữ cho tới bây giờ và nhiều bạn đó mỗi lần mà chúng ta nghe nói tới công ty Tesla mua Bitcoin hay là công ty MicroStrategy mua Bitcoin thì những cái thông tin tương tự đó thì nhiều bạn sẽ nói là họ mua bây giờ nhưng mà họ chờ giá lên họ sẽ đâm nhưng mà các bạn thì được là chúng ta đã nghe nói như vậy rất là nhiều lần bao nhiêu tháng nay khi mà chúng ta vừa nghe ra tới cái thông tin là công ty MicroStrategy mua tổng cộng là lúc đó thằng nhớ là khoảng chừng là 450 triệu đô la Bitcoin thì đã có nhiều bạn comment nói là họ mua nhưng mà giá tăng lên họ sẽ đâm các bạn nên nhớ là lúc mà họ mua đó là hồi tháng 8 của năm ngoái bây giờ giá đã tăng lên gấp mấy lần rồi mà họ vẫn chưa có xả hàng cho nên nếu các bạn cứ có cái suy nghĩ đó thì các bạn sẽ dễ dàng bỏ mất đi cơ hội tại vì lúc nào các bạn cũng có cái suy nghĩ là mua làm gì tại vì họ sẽ đâm thì đương nhiên các bạn sẽ không có hành động và nếu các bạn cứ không hành động thì các bạn đã thấy được các bạn đã bỏ lỡ biết bao nhiêu là cơ hội từ tháng 8 năm ngoái cho tới bây giờ rồi. Đây là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn.